Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Quý vị cũng biết là khi mà chúng ta làm nội thất, nói về nội thất thì chúng ta sẽ nghĩ đến là tủ, bàn, ghế, phải không ạ? Tủ thì chúng ta sẽ có những cái hộc kéo của tủ, phải không ạ? Thì những cái hộc kéo tủ để tiết kiệm cái thời gian của khu vực định hình thì chúng ta sử dụng những cái loại mộng như thế nào? Thì hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái thương hiệu Excellent đến từ Đài Loan. Mời quý vị xem sơ qua kết cấu của máy. Máy đánh mộng hộc kéo chúng ta sẽ thao tác hai bên trái và bên phải, và với một cái kích thước bàn làm việc là 600. Chúng ta sẽ có hai cái phần ở trên thao tác bên trái và bên phải. Mời quý vị xem thêm. Với một cái tốc độ là 20.000 vòng cho RPM thì với một cái phần tốc độ này cho cái motor chạy thì ra sản phẩm nó rất là đẹp nha quý vị. Máy được thiết lập đây là cái thanh này là để chúng ta định vị nè, để trong quá trình mà chúng ta vận chuyển không có bị va chạm của trục, không có trục nó không có chạy. Đây là kết cấu máy. Và điện thì chúng ta có thể hai cái phần này chúng ta có thể làm 220V và 380. Thì điện của chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta cũng có là 220 3 pha và 380 3 pha cũng có. Với một cái trục với cái thương hiệu là Gishan đến từ Đài Loan thì rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một cái anh kỹ sư của Thượng Nguyên để thao tác máy cho quý vị xem ha. Vừa rồi quý vị vừa xem thao tác máy, phôi của chúng ta ra đẹp, đạt, chuẩn theo kích thước của chúng ta yêu cầu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.